chào quý khán giả đến với chương trình tạp chí văn hóa xã hội của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Hôm nay đúng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3. Xin được kính chúc quý vị và các bạn, đặc biệt là các gia đình, luôn yêu thương, sẻ chia và mái ấm lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười hạnh phúc. Thưa quý khán giả, với chủ đề yêu thương và chia sẻ, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 là dịp để các gia đình tiếp tục phát huy, đề cao những giá trị văn hóa của gia đình trong thời kỳ mới, hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã thực hiện các hoạt động tuyên truyền về Ngày Quốc tế Hạnh phúc thông qua các hình thức như xe tuyên truyền lưu động, treo băng rôn, khẩu hiệu, pano trên các trục đường chính, khu vực đông dân cư để tuyên truyền về chủ đề và thông điệp như xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc, tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình, bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên. Là một trong 7 ấp của xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, có đông hộ đồng bào dân tộc Khmer đến từ hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng về đây sinh sống từ nhiều năm nay. Ấp Tây Kim có trên 970 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa năm 2020. Đến nay, nhiều gia đình đồng bào Khmer ở ấp Tây Kim nói riêng, xã Gia Kiệm nói chung đã trở nên gắn bó và xem nơi đây như là quê hương thứ hai của mình. Vực Gia Kiệm là hầu như là bà con là làm nông nghiệp, cho nên là trước đây thì người Hoa, một số gia đình người Hoa di cư ở đây sinh sống. Tiếp đó sau này thì có một số bà con ở các tỉnh miền Tây lên đây để sinh sống. Thứ nhất là làm mướn cho các hộ rẫy, sau đó người ta ở lưu trú lại luôn để coi rẫy cho các chủ rẫy, thì tạo điều kiện cho bà con ở các tỉnh miền Tây sinh sống lên đây. Cũng theo ông Hoàng, người dân ấp Tây Kim luôn nhắc nhở và tỏ lòng biết ơn đến vị già làng, đầy nhiệt huyết trong công tác địa phương, luôn trăn trở với những khó khăn của người dân, đó là ông Đặng Xuân Dung. Ông là người chủ động gắn kết và tạo sức mạnh tập thể để từng bước đưa các hộ gia đình, người đồng bào dân tộc Khmer tiến gần hơn đến cuộc sống hiện đại. Ông cũng đã nhiều lần làm hòa giải viên cho các vụ mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình của ấp. Từ Trà Vinh vào đây mưu sinh từ năm 1997 đến nay, vợ chồng anh Lâm Thanh Long và chị Thạch Thị Lụa luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của ông Dung. Cũng như bao gia đình khác, những ngày đầu anh chị cũng có những bất đồng quan điểm hay xảy ra xung đột, nhưng ông Dung đã đứng ra hòa giải, giúp vợ chồng không còn rơi vào cảnh cơm không lành, canh không ngọt. Thay vào đó, anh chị cùng tập trung nuôi dạy con cái ăn học và tu chí làm ăn. Chủ đất cho ở nhờ, muốn ở bao nhiêu ở, không ở nữa thì đi. Nhưng mà khi chủ đất cần làm thì làm cho chủ đất, mà chủ đất vẫn trả công theo giá thị trường. Còn nếu không có việc làm cho chủ đất đây thì làm ngoài. Thì tí dụ như giờ trái thị trường 200, chủ đất họ cũng trả 200. Họ không o ép công làm, mà họ còn tài trợ cho những người trông giáng vườn họ. Họ cho cái này, cho cái kia. Cũng như bây giờ cái chủ nhà anh Long đây, đang ở đây này. Người thì cho ở nhờ đất, còn một người kế bên đây cho điện, cho nước. Đấy, điện họ chả đáng bao nhiêu cả, họ cho. Nhưng mà ở đây thì cũng gọi là trông giáng vườn cho người ta. Người ta cũng cảm ơn, người ta cũng bù lỗ lại cho mình, trả công cách này cách kia đấy. Không chỉ với gia đình anh Long, mà hầu hết người dân các nơi khác khi đến ấp Tây Kim đều nhận được sự quan tâm giúp đỡ của ông Dung. Được lên đây hai chồng bằng hai đứa con thì cuộc sống thì nó cũng thoải mái hơn ở dưới. Con cái nó học hành rồi, cũng đứa lớn thì cũng tới nơi tới chốn, rồi đứa nhỏ thì cũng được lớp 9. Nói chung ở đây là nếu mà bác Dung ở đây thì bác Dung giúp nhiều người lắm, nhiều người lên đây mần ăn ấy. Bác Dung là rất là người tốt. Cũng như vợ chồng anh Long, gia đình anh Thạch Lộc từ Trà Vinh vào đây sinh sống gần 30 năm. Gắn bó với công việc làm thuê cuốc mướn là chính, song vợ chồng anh vẫn giữ được hòa khí trong nhà. Con cái đều được đi học và đến nay đã có công ăn việc làm ổn định. Hồi xưa thì ở đây hoàn cảnh cũng khó khăn lắm, mần mướn thì ngày chỉ có 12.000 thôi. Cũng lo cho con ăn học hết lớp, rồi nó cũng lấy vợ lấy chồng, giờ thì giờ nó lo cho con cho cháu. Bây giờ thì ở vùng này thì cũng nhờ bác Dung. Thì Tết nhất hay là Trung Thu gì á thì cũng lãnh quà anh nhất thì bác Dung cũng đi gom góp ủng hộ cho đồng bào anh em khổ quá. Đặc biệt là vùng này là đồng bào Công giáo, cho nên là phát triển kinh tế gắn liền với đồng bào Công giáo cũng như là sự hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc, khối đại đoàn kết, toàn dân tộc
tạo điều kiện cho bà con giáo dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc, đường xá xanh sạch đẹp. Vâng, diện mạo ở ấp Tây Kim giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. Tuy đã bước sang tuổi 73, nhưng ông vẫn miệt mài với những kế hoạch dự định trong tương lai. Làm sao để người dân, đặc biệt là người đồng bào dân tộc Khmer ở ấp Tây Kim, ngày càng thắt chặt tình đoàn kết. Cùng với sự hỗ trợ quan tâm của chính quyền địa phương, bản thân ông cũng sẽ tiếp tục nỗ lực đồng hành cùng với các hộ gia đình nói chung, hộ gia đình người đồng bào dân tộc Khmer nói riêng trên bước đường mưu sinh, xây đắp mái ấm gia đình luôn được no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Thưa quý khán giả, xuất phát từ thông điệp lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Từ nhiều năm nay, hai lớp xóa mù chữ cho học sinh nghèo người Khmer tại ấp Tây Kim và ấp Võ Giỏng Ba, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất luôn chào đón các em đến lớp trong tâm thế háo hức mong chờ. Tuy chỉ phụ trách lớp xóa mù chữ ở ấp Võ Giỏng Ba, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất từ tháng 9 năm 2020 đến nay, nhưng chị Nguyễn Thị Nga, giáo viên trường tiểu học Lê Quý Đôn, rất hiểu hoàn cảnh của từng em và tận tâm với công việc giảng dạy của mình. Theo chị Nga, các em ở đây đều rất thích được đi học. Tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình, tới vụ mùa phải theo ba mẹ di chuyển nơi khác, việc học bị đứt đoạn nửa chừng. Có em học lớp 1 từ 2 đến 3 năm mà vẫn chưa lên lớp. Thương các em, nếu không có lớp học này, suốt ngày các em sẽ phải lông bông, không ai quản lý, chăm sóc khi ba mẹ đi làm. Đây là chủ yếu làm bạn với các em nhiều. Học thì, theo em nghĩ là, học thì chủ yếu môn toán, môn tiếng Việt. Thế nhưng mà chơi làm bạn với các em. Em lấy ví dụ như là nhiều lúc đầu vào thì có bé thì được ăn buổi sáng, có bé không được ăn đói. Thì em nói là em mới nghĩ là thôi phải nấu xôi thêm. Rồi vô đây cả cô cả trò cùng ăn. Rồi vô đây thì học thì vậy nhưng mà chủ yếu là trông coi trẻ cho bố mẹ có cái chỗ yên tâm mà đi làm thôi. Chứ còn mà nghiêm khắc với các em là các em không đi học. Để giúp các em biết chữ, thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương xã Gia Kiệm và huyện Thống Nhất đã chủ động mọi nguồn lực để trang bị cơ sở vật chất cho lớp học, song vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Theo danh sách lớp là có hơn 20 em đang học tại đây, trong đó lớp 1 là đông nhất, nhưng hầu hết lớp đông đủ vào tháng 9 và tháng 10 trong năm. Các em rất là khó khăn và thiệt thòi kể cả vật chất cho tới tinh thần. Ví dụ như là phụ thuộc vào cái công việc của ba mẹ mà ở đây có công việc thì các em đi học được đều, mà nếu như mà ở đây mà hết việc thì đi nơi khác thì phải đưa các em đi. Ví dụ như vừa rồi là đi Bảo Lộc mà làm đi hái cà phê đó là đưa con đi là 2-3 tháng rồi mới về. Nhờ cấp ủy chính quyền ban ngành các cấp đã quan tâm mà các hộ đồng bào dân tộc Khmer từ nơi khác đến đây tạm trú và có việc làm để nuôi sống bản thân, gia đình. Song song đó, con cái họ có nơi để đi học, có cô giáo tận tâm, trông coi giúp ba mẹ an tâm lên rẫy, làm thuê, cuốc mướn. Con nay bao nhiêu tuổi? Con hôm nay có 10 tuổi. Con học lớp 1 bao lâu rồi? 3 năm. Con học lớp học này thì con cảm thấy sao? Rất vui. Bây giờ con biết đọc biết viết. Vâng, hy vọng lớp học xóa mù này sẽ tiếp tục gieo mầm niềm tin và hy vọng vào tâm hồn các em. Những tâm hồn trẻ thơ trong trẻo đang cần lắm một định hướng cho tương lai phía trước. Và gia đình các em cũng từ đây mà an tâm trên con đường tha hương mưu sinh. Quý khán giả thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình kỳ sau.